Ba chị em ơi, hôm nay cuối tuần nên là ba chị em được nghỉ học á, nên mẹ Dương đã quyết định sẽ tập hợp cái hộp đồ chơi thật là bự này cho ba chị em cùng chơi ngày hôm nay luôn. Rồi mấy mẹ con mình ngồi dưới đây mình mở luôn. Rồi ngồi xuống nha, ngồi xuống đất nè. Để mẹ Dương mở nha. Ngồi xuống. Các bạn ngồi bình tĩnh nha. Chúng ta sẽ lấy ra xem ở bên trong có cái gì nè. Cái hộp này rất là bự luôn các bạn ơi. Wow, thôi. Đẹp quá. Và ở trong là sticker. Rồi, hết rồi nha. Rồi, ở trong cái bịch này sẽ có những cái trái gì Ruby đọc cho mình nghe coi. Dạ, ở đây là quả khế. Còn đây là trứng. Còn đây là ớt chuông. Ớt chuông luôn. Ớt chuông màu đỏ, ớt chuông màu xanh. Đây là sữa, đây là cà rốt, nho. Em Susie mang cái xe của nhà ra khoe luôn các bạn ạ. Ở nhà Susie cũng có một cái chiếc xe vậy rồi. Xong bây giờ Susie nhìn thấy chị Vani đang xếp cái xe này, Susie cũng mang nó khoe luôn. Rồi bây giờ mẹ Dương sẽ tiến hành xếp cái kệ này các bạn ạ. Còn bạn Vani thì sẽ xếp cái xe. Còn Ruby thì mở cái này ra và sau đó Ruby sẽ dán sticker vào cái kệ này cho mẹ. Rồi, ta sẽ nhìn mình xếp nha. Hình của người ta đang kìa. Là một cái Dương có tới 3 chị em phụ mẹ Dương hoàn thành xong cái kệ này. Gần xong các bạn ạ. Xíu nữa là xong. Bây giờ đang hoàn thiện khâu gọi là dán sticker lên trên kệ. À, đưa mẹ sữa hả? Đang đá game các bạn ạ. Vô tình là hôm nay nhà mẹ Dương có tới 2 cái xe đẩy luôn. Ây ơi, đó là mẹ Dương sẽ cho hai bạn làm người bán, anh người mua. Mẹ Dương sẽ là người bán để hai bạn đẩy xe đi siêu thị luôn. Và cái này là cái bộ cũ của mẹ Dương nè, còn này là bộ mới nè. Lúc nữa mẹ Dương sẽ cho Susie làm nhân viên để bấm tiếp tiền. Còn Ruby Vani sẽ là người đi mua hàng. Hai bạn sẽ được hai cái xe. Bạn Susie đang dọn dẹp chuẩn bị đón khách các bạn ạ. Dọn dẹp kim luôn, ăn vụn luôn. Mấy con để anh kể mẹ, để chúng mình bán hàng nè. Dán lại đi ba. Đưa khách đến mua hàng nha. Ừ, đúng rồi. Con mà không làm đàng hoàng là mẹ đuổi dìm con á nha. Quậy quá. Chút nữa khách đến mình phải ân cần tiếp đón thật là nồng nhiệt nha. Rồi bỏ vô kệ cho mẹ đi. Quả cam đâu, quả cam đâu, tính tiền quả cam đi. Ok. Đỡ khá em. Nó bị gắn lại cái cân cái cây nè. Cứ đòi lấy cái cân ra xong mình nhét cái cây xuống cái lỗ này các bạn ạ. À. Nhưng mà đâu nhét được đâu. Đúng không? Cười lên. Ai mua hàng à? Xin chào quý khách. Rồi. Quý khách hãy đi rửa đồ cho mình đi nha. Sao ai có nhân viên quậy dữ vậy trời? Dạ, quý khách thông cảm. Nhân viên mới tuyển, nhân viên này quậy lắm các quý khách ơi.
mình sẽ tính tiền không khuyến mãi nha. Bên đây chúng tôi có một dạng trái cây rất là tươi ngon, sạch sẽ luôn các bạn ạ. Trái cây rất là tươi mới luôn. Wow, hôm nay siêu thị nhà chúng ta khách mua rất là nhiều luôn con ơi. Yeah, mình rất có tiền nhiều đâu. Trời ơi. Mới ra chưa mà bể luôn, có mấy tính tiền luôn. Trời ơi, còn rớt tiền nữa. Ba đi nhặt ra. Mấy cái này nhặt tiền. Em có ăn. Bạn ơi, mình mới ăn khác kia. Ok. Ngày khai trương đầu tiên, nhân viên này phá quá các bạn ạ. Phá luôn cái máy tính tiền. Cái quan trọng nhất của quán. Ngày hai chưa có khi nào là ngày dẹp quán luôn. Trời ơi, hôm nay hai vị khách này mua rất là nhiều đồ các bạn ơi. Mua hết siêu thị luôn. Mua hết cái siêu thị nhà Hải Dương luôn. Wow. Hết đồ rồi. Rồi, mình tính tiền nha. Quên, trái cây chúng ta mình sẽ cân sau. Rồi, của bạn là 15 tiền nha. Rồi, 15 tiền nha các bạn ơi. Đó, 15 tiền, rồi. Rồi, cảm ơn hai quý khách rất là nhiều ạ. Hôm nay là ngày khai trương nên sẽ có rất là nhiều sai sót. Nên là quý khách thông cảm cho hai con của tôi nha. Rồi, tạm biệt quý khách. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại quý khách ủng hộ cho siêu thị nhà Phương Phương nhiều hơn nữa nha. Ok. Ok, yeah. Bye bye quý khách. Bye bye. Rồi, các bạn ơi, video clip giới thiệu bộ đồ chơi kẹo bán hàng siêu thị của mẹ Dương với các em hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy bấm like ủng hộ cho gia đình Phương Phương nha. Tạm biệt Ruby Bunny ơi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.